À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Vào video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần Skills 2, phần kỹ năng số 2 của tiếng Anh lớp 6, bài số 12 với chủ đề là người máy, robots. Và như thường lệ, ở phần Skills 2 chúng ta sẽ có hai kỹ năng, đó là listening, phần nghe, và writing, phần viết. Và không để chúng mình chờ lâu thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với yêu cầu của bài số 1 nhé. Yêu cầu của bài số 1 như sau. Listen to the conversation between Khang and Dr. Adams and take the phrases you hear. Với yêu cầu đó chính là chúng ta sẽ nghe cuộc hội thoại giữa Khang và tiến sĩ Adams. Sau đó sẽ tích vào những cái cụm mà chúng ta nghe thấy. Và ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là có những cụm nào nhé. Đầu tiên là look after sick people, mang ý nghĩa là chăm sóc người ốm. Tiếp theo chúng ta có là understand what we say, là hiểu những gì mà chúng ta nói. Số 3 chúng ta có là build the very high buildings, mang ý nghĩa là xây dựng những tòa nhà rất là cao. Tiếp theo, teach many subjects, mang ý nghĩa là dạy nhiều môn học. Và cuối cùng sẽ là move heavy things, mang ý nghĩa là di chuyển những đồ vật nặng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lần đầu tiên để xem là chúng ta đã nghe được những cái cụm từ nào nhé. Ok. Unit 12, robots. Page 65. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the conversation between Kang and Dr. Adams and tick the phrases you hear. Dr. Adams, please tell me something about robots. Sure. Robots can do quite a lot today. Home robots can do housework. Doctor robots can look after sick people. And? Can robots build houses? Yes. Worker robots can even build the very high buildings. Can they teach? Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online. Can they understand what we say? Yes, they do. They can even speak to us. Robots can do everything like humans? No, not everything. They can't understand our feelings or play football. Rồi ok, và đó là cuộc hội thoại đầu tiên, đúng không nhỉ? Rất là dễ, và cô chắc rằng là chúng ta đã đều nghe được những cái cụm từ nào đó rồi, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại và cùng check nhé. Cô sẽ dừng lại ngay sau cái cụm từ đó. Unit 12, robots. Page 65, skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the conversation between Kang and Dr. Adams and tick the phrases you hear. Dr. Adams, please tell me something about robots. Sure. Robots can do quite a lot today. Home robots can do housework. Doctor robots can look after sick people. Ok, và cuộc và chúng ta có là cái cấu trúc cái cụm từ vừa nãy chúng ta nghe, đó chính là look after sick people, đúng không nhỉ? Ngay vừa rồi, look after sick people. And can robots build houses? Chúng ta nghe được cái động từ build, đúng không? Build houses. Yes. Worker robots can even build the very high buildings. Và chính là câu này đúng không? Rồi ok, build the very high buildings. Can they teach? Có động từ teach, động từ dạy dỗ này. Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom. Và vừa nãy cũng đã có cái cụm đó là teach many subjects, đúng không? Dạy rất là nhiều môn học. Or online. Can they understand what we say? Understand what we say cũng là cụm từ chúng ta có trong xuất hiện trong cuộc hội thoại. Yes, they do. They can even speak to us. Robots can do everything like humans? No, not everything. They can't understand our feelings or play football. Okay,
Vậy thì ở trong 5 cái cụm từ này thì chúng ta chỉ không nghe được cái từ đó là move heavy things thôi đúng không? Còn lại thì đã đều được nhắc tới trong bộ điện thoại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 với yêu cầu của bài số 2 như sau. Listen to the conversation again and tick truth or false. Là hãy nghe cuộc hội thoại lại một lần nữa và tick vào chữ T nếu nó đúng hoặc là chữ F nếu mà nó sai. Ở đây chúng ta có 5 nhận định. Với nhận định đầu tiên, robots can't do many things today. Mà ý nghĩa là robot thì không thể làm được nhiều điều ngày nay, đúng không? Câu số 2, workers, robots can build the very high buildings. Là robot công nhân thì có thể xây dựng được các tòa nhà rất là cao. Câu số 3, teacher robots can teach on the internet. Là robot giáo viên có thể dạy ở trên mạng, trên internet. Câu số 4, robots can talk to humans. Robot có thể nói chuyện với con người. Và câu số 5, robots can do everything like humans. Robot có thể làm tất cả mọi thứ giống con người. Vậy đây là 5 nhận định chúng ta sẽ phải cùng nghe và xác định xem là nó đúng hay nó sai nhé. Ok, vậy thì cô sẽ bật băng nghe lần đầu tiên để cho chúng ta làm. Sau đó lần nghe thứ hai thì cô sẽ chữa cũng như là cung cấp lời thoại nhé. Unit 12, robots. Page 65, skills 2, listening. Activity 2, listen to the conversation again and tick T, true, or F, false. Dr. Adams! Please tell me something about robots. Sure. Robots can do quite a lot today. Home robots can do housework. Doctor robots can look after sick people. And? Can robots build houses? Yes. Worker robots can even build the very high buildings. Can they teach? Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online. Can they understand what we say? Yes, they do. They can even speak to us. Robots can do everything like humans? No, not everything. They can't understand our feelings or play football. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại lần thứ hai và cô sẽ chữa nhé. Unit 12, robots. Page 65, skills 2, listening. Activity 2, listen to the conversation again and tick T, true, or F, false. Dr. Adams, please tell me something about robots. Ok, và đây là câu đầu tiên. Bạn ấy nói rằng là Dr. Adams, please tell me something about robots. Mà ý nghĩa rằng là tiến sĩ Adams vui lòng cho tôi biết một vài điều về robot, được không? Ok, ở đây bạn ấy nói rằng là Dr. Adams. Please tell me something about robots. Please tell me something about robots. Rồi ok, và tiến sĩ mới nói rằng là sure, robots can do quite a lot today. Và tiến sĩ nói rằng là sure, robots can do quite a lot today. Ok, chắc chắn rồi đúng không? Robot thì có thể làm được rất là nhiều, khá là nhiều việc ngày nay. Ok, sure, robots can do quite a lot today. Rồi, ok. Vậy thì với câu này thì chúng ta cũng đã có thể trả lời được cái câu đầu tiên, đúng không? Robot không thể làm được nhiều điều ngày nay thì là sai. Ở đây nó nói rằng là có thể làm được khá là nhiều điều, đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Home robots can do housework. Home robots can do housework. Robot gia đình thì có thể làm việc nhà, đúng không? Home robots can do housework. Có thể làm việc nhà. Home robots can do housework. Doctor robots
can look after sick people. Doctor robots can look after sick people. Robot bác sĩ thì có thể chăm sóc những người ốm, đúng không? Doctor robots can look after sick people. Look after sick people. And can robots build houses? Và bạn Kha mới nói rằng là can robots build houses? Vậy thì robot có thể xây nhà được không? Yes. Worker robots can even build the very high buildings. Yes. Có, đúng không? Câu trả lời là có thể xây nhà. Yes. Worker robots can even build a very high building. Và những con robot công nhân thì thậm chí có thể là xây được những tòa nhà rất là cao cơ, đúng không? Can even build the very high building. Rồi, ok. Can they teach? Và bạn Kha mới hỏi thêm là can they teach? Vậy thì chúng, đúng không, những con robot đó có thể dạy không? Can they teach? Rồi, ok. Vậy dừng lại ở đây đã. Chúng ta có câu này là worker robots can even build the very high buildings. Sẽ là cái câu để chúng ta có thể chọn được đáp án cho câu số 2, đúng không? Nó có thể, thậm chí là có thể xây được những cái tòa nhà rất là cao. Vậy câu số 2 này có thể xây được những tòa nhà rất cao là đúng, đúng không nhỉ? Rồi tiếp theo với câu hỏi đó là can they teach, có thể dạy được không, thì chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Yes. Yes, có thể dạy, đúng không? Có thể dạy này. Yes. Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online. Và đây có nói rằng là teacher robots, đúng không? Can teach many subjects in a classroom or online. Và nhắc tới robot giáo viên, thì robot giáo viên có thể là dạy rất là nhiều môn học. Tại đâu? Tại lớp học hoặc là dạy online, đúng không? Teacher robots can teach many subjects in a classroom or online. Hoặc là online. Rồi, ok. Vậy ở đây, câu này thì sẽ là câu để chúng ta chọn được đáp án cho câu số 3. Câu số 3 có nói rằng là robot giáo viên có thể dạy ở trên Internet là chính xác, đúng không? Chúng ta dạy online. Ok, tiếp theo. Can they understand what we say? Can they understand what we say? Vậy thì có thể hiểu những gì mà chúng ta nói không ạ? Can they understand what we say? Yes, they do. Yes, they do. Có thể hiểu, đúng không? Yes, they do. Vậy câu này thì cũng sẽ... liệu câu này thì đã có thể trả lời cho câu số 4 chưa? Câu số 4 nói rằng là có thể nói chuyện với con người. Chưa hẳn, đúng không? Ở đây mới là hiểu thôi. Xem có thể nói chuyện không nhá. They can even speak to us. They can even speak to us. Mà thậm chí còn có thể nói chuyện với chúng ta nữa cơ, đúng không? They can even speak to us. Ok, vậy với cái thông tin ở đây thì đã có thể chọn được câu số 4. Sẽ là chính xác, là true, đúng không? Ok, tiếp theo nào. Robots can do everything like humans? Và bạn Khang mới hỏi thêm một câu, robots can do everything like humans. Bạn ý lên giọng, đúng không? Robots can do everything like humans. Thế thì robot có thể làm mọi thứ giống con người ạ, đúng không? Like humans. Rồi và xem nào, tiến sĩ nói gì nữa? No, not everything. Không phải mọi thứ, đúng không? Vậy thì cái thông tin này đã có thể cho chúng ta chọn được đáp án cho câu số 5 sẽ chính là sai, đúng không nhỉ? False. Không phải là có thể làm mọi thứ giống con người. Không phải, đúng không?
Rồi và xem tiếp nhé. They can't understand our feelings. They can't understand our feelings. Không thể hiểu được cái cảm xúc của chúng ta, đúng không? They can't understand our feelings. So play football. Or plays football, hay là chơi bóng đá. Rồi và đó thì sẽ là nội dung của bài nghe ngày hôm nay. Ok, cũng như là đáp án cho bài số 2. Four, true, true, truth and four. Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3 thuộc phần viết nhé. Với yêu cầu của bài số 3 như sau. Imagine a robot you would like to have and make notes about it. Là chúng ta sẽ tưởng tượng một con robot mà chúng ta muốn có và hãy ghi chú về cái con robot đó. Ở đây có 4 thông tin này. Thông tin số 1, name of your robot. Tên của con robot đó, đúng không? Chúng ta muốn tên là gì thì viết vào đây. 2, type of robot. Loại con robot thì chúng ta có rất là nhiều loại, giống như ở phần reading, đúng không? Ở phần reading đã có những cái loại robot như là home robot, robot gia đình này, teacher robot là robot giáo viên này, đúng không? Worker robot thì sẽ là robot công nhân này, space robot thì sẽ chính là robot vũ trụ, đúng không? Bên cạnh đó thì còn có thể là có robot như là entertainment robot là robot giải trí, đúng không nhỉ? Vậy cô sẽ liệt kê ở đây nhá. Với số 2, chúng ta muốn loại robot nào thì sẽ viết loại robot đó. Có những cái loại như sau. Home robots, teacher robot, robot gia đình này, robot giáo viên này, robot công nhân, worker robot, robot bác sĩ, doctor robot, space robot, robot ở vũ trụ này, entertainment robot, robot giải trí. Rồi một vài những cái loại con robot như thế chúng ta có thể điền vào chỗ số 2. Tùy chúng ta, đúng không? Với chỗ số 3 thì chúng ta sẽ có là where it can work. Nó có thể làm việc ở đâu, đúng không? Vậy thì ví dụ ở đây nhá. Home thì sẽ có thể là làm việc tại nhà, đúng không? Home này. Teacher robot có thể làm việc tại trường. Worker robot có thể làm việc ở đâu? Factory. Đúng không? Doctor robot có thể làm việc ở đâu? Hospital. Space robot thì sẽ làm việc tại vũ trụ, đúng không? Space. Và entertainment robot thì cô nghĩ rằng là có thể làm việc tại everywhere. Mọi nơi, đúng không nhỉ? Bởi vì giải trí thì ở đâu cũng có thể giải trí được. Rồi, ok. Với số 4 thì chúng ta có là what it can do for you. Nó có thể làm gì cho chúng ta, đúng không? Có rất là nhiều điều the robot có thể làm. Ví dụ như là do the housework, làm việc nhà, đúng không? Do the housework cho cái con robot gia đình cái kia. Và sẽ liệt kê một vài những cái công việc nhà mà nó có thể làm, ví dụ như là cook meals, nấu ăn này, đúng không? Dọn dẹp, đúng không? Clean the house, giặt giũ, do the washing, là quần áo, iron clothes, water plants, đúng không? Water plants là tưới cây. Đó. Bên cạnh đấy thì có thể là gì nữa? Teach subjects at school, dạy những cái môn học tại trường, đúng không? Còn ví dụ như là robot công nhân thì có thể làm gì? Di chuyển những cái đồ nặng này, move heavy things. Build houses, xây dựng nhà này. Sửa những cái đồ bị hỏng, đúng không? Repair broken things. Rồi, còn ví dụ như là robot bác sĩ thì có thể làm gì đây? Take care of patient, chăm sóc bệnh nhân, đúng không? Take care of patient. Rồi, ví dụ như là space robot thì có thể làm gì? Xây dựng những cái trạm vũ trụ, đúng không? Build space station. Còn robot giải trí thì nó có thể ví dụ như là nhảy này, hát, sing, dance, kể chuyện, đúng không? Tell stories. Cũng như là làm gì?
speak to us, nói chuyện với chúng ta, đúng không? Rồi thì đó sẽ là một vài những cái gợi ý của cô để chúng ta có thể hoàn thành cái bài số 3 nhé. Thôi còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4 với yêu cầu của bài số 4 như sau. Now write a paragraph of 50 to 60 words about the robot you would like to have and use the information in 3 to help you. Mang ý nghĩa là bây giờ thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn ngắn gồm từ 50 đến 60 từ về robot mà chúng ta muốn có. Hãy sử dụng thông tin ở bài số 3 để có thể là giúp chúng ta làm bài số 4 này. Vậy ở đây chúng ta có dẫn dắt cho bài số 4 như sau. My robot names is là robot, tên của con robot của tớ thì sẽ là gì, đúng không? Ví dụ là cô sẽ để tên của robot đó sẽ là Jisoo nhá. Jisoo. Và tiếp theo it is a, và đây sẽ là nó thì là cái loại con robot nào. Vậy ở đây thì cô có lẽ là cô sẽ chọn con robot là robot gia đình đi. It is a home robot. Nó là một con robot gia đình, đúng không? Rồi, và nó có thể làm gì, đúng không? Ok, nó có thể làm việc nhà. It can do the housework. Có thể làm việc nhà. It can do housework. It can do the housework at home, đúng không? Tại nhà này. Nó có thể làm gì, và liệt kê những cái công việc nó làm. Như là it can cook meals, có thể nấu ăn này. It can cook meals, dọn nhà, clean the house, do the washing, đúng không? Vẫn là những cái thông tin vừa nãy cô gợi ý ở bài số 3 thôi. Rửa, giặt giũ này, iron clothes, làm gì đây? Là ủi quần áo, đúng không? Water plants. Và sau đó kết lại, I like it very much. Thì đó sẽ là đầy đủ rồi, đúng không? Đó, đầy đủ tên này, loại robot này, làm việc ở đâu và nó làm được những cái gì. Ok, chỉ là ngắn gọn như vậy thôi. Vậy hãy sử dụng những cái thông tin ở câu số 3 vừa nãy cô gợi ý để viết những cái loại robot khác nhé. Ví dụ như là có thể viết về robot giáo viên, đúng không? Robot công nhân này, robot bác sĩ, robot vũ trụ và robot... giải trí. Ok, rồi ok. Và bài số 4 cũng là bài tập cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Việt Jack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.